Vâng, xin chào bác đến với kênh Chiến Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu Touring của chính hãng Gian mà bên em đã gì rất nhiều vừa qua. Và đây cũng là một trong những dòng xe Touring rất là phổ biến bên em, rất là bán chạy. Mẫu Gian FCR 3003, màu tông đen đỏ rất là thể thao bác nhé. Và bây giờ em xin vào đánh giá tổng thể những chiếc xe. Vâng, xe có kết hợp sự màu tông màu đen và đỏ rất là mạnh mẽ và tinh tế. Đây tổng thể khung hình xe bác xem đây. Xe làm từ hợp kim nhôm Aluminic, vẫn là hợp kim nhôm xương nhẹ độc quyền của chính hãng Gian. Tổng thể xe đánh giá tầm 85-90%. Thì một vài vết xước nhỏ dưới khung xe nhưng mà xước vết mờ thôi, không thể nhìn thấy được nhưng mà không ảnh hưởng đến xe, tổng thể xe cả. Còn màu đen đây thì những điểm đến màu đỏ thì khung xe rất nổi bật. Đây là một trong những mẫu Gian FCR 3003 khá là phổ biến và bên em bán rất là nhiều, rất là chạy, của chính hãng của Gian. Cái gạt nước cùng nguyên bản của chính hãng Gian đó nữa. Cổ phốt ghi đông của chính hãng Gian. Bộ Shimano BR đây. Bên phải em đây. Trang bị với đồ Shimano BR. Đây là cái cao su đúc chính hãng của Gian. Phanh B Techo. Ghi đông cổ phốt của chính hãng Gian. Và bên tay phải em cũng là bên 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano DOD. Rất là cao cấp. Vâng. DOD là những tầng đĩa trùng cuối của những dòng xe đua và xe Asa địa hình và dòng Touring rồi. Trên Aceda, Poulet, Alivio và Antup. Đằng trước thì có biểu hiện logo hình cánh chim bằng của chính hãng Gian, logo bằng hình bằng nhôm đúc CNC nổ. Càng xe có chữ model FCR bác nhé. May ơ nguyên bản chính hãng của Gian theo xe. Vành nhôm hai lớp của cũng của chính hãng Gian đó nhá. Đũa thì là đũa mả, đũa trắng. Kích thước lốp là 700x28C. Lốp là khá là phổ biến thông thường của cái dòng Touring cơ bản rồi. Cọc yên và yên xe cũng của chính hãng của Gian, nguyên bản theo xe. Xe sử dụng với bộ đùi chính hãng của Shimano, đĩa Shimano. Đằng sau xe được sử dụng với củ đề Shimano Sora, trang bị với 8 tầng lip. Dưới thì có cái gạt xích chống va đập xích xe ở dưới gầm đây. Đằng sau xe cũng sử dụng với cặp Mayer nguyên bản chính hãng của Gian. Vành nhôm hai lớp. Đằng sau sử dụng lốp gan da, kích thước lốp 700x28C. Vâng, xe có thông số size 43, size S, thiết hợp 3 phần 1m6 1m7. Vâng, và bây giờ đi chi tiết hoạt động của xe. Vâng, xe được trang bị với 8 tầng lip chủ đề soda. Vâng, lên đĩa, lên lip đây. Mayer chính hãng luôn bản cho xe của Gian, túi lip
Vâng, chuyển động rất là trơn tru và mở. Đấy, rất là thấy rõ. Bên này đã sử dụng 3 tầng đĩa, 4 đĩa và lên đĩa. Vâng, rất là trơn tru và mượt mà, hầu như không có lỗ chi tiết nhỏ nào vào xe cả. Và xe được trang bị đây là một lòng tua đinh FCR 3003 được hai bên chính hãng của Shimano DLR, rất là cao cấp. Vâng. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong trước các xe gian tua đinh model FCR 3003 và được Shimano DLR, một bên tay đĩa Shimano DLR. Vâng, xe có giá rất tốt bên em là 6,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp đến đăng ký theo kênh và hẹn các bác trước ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, cổ đấy. Có bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm kiên đồ cũ. Đây, kiên đồ cũ đó, lên YouTube tìm kiên đồ cũ, nhấn đăng ký theo kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.